Dạ. Bình tĩnh. Cứ làm như những gì chúng ta đã trao đổi. Dạ. Cứ nghe như bình thường. Bật loa ngoài lên. Vâng. Alo, em nghe đây ạ. Mày đang ở đâu đấy? Dạ, còn khoảng 3 tiếng nữa là em về tới Đông Bình ạ. Sao đi lâu thế? Có vấn đề gì ạ? Công an bắt tốc độ nhiều quá nên là em không dám chạy nhanh anh ạ. Về nơi gọi cho tao. Dạ vâng ạ. Em chào anh ạ. Gọi lại cho nó. Dạ thưa anh, em nghĩ không có vấn đề gì đâu ạ. Gọi lại. Vâng. Em nghe anh ơi. Đi đến đâu rồi? Em vừa mới chạy qua Thanh Hà anh ạ. Có chuyện gì không anh? Bật video call lên cho ta xem. Dạ. Bật hình ảnh lên. À vâng ạ. Đây, anh thấy em chưa? Hàng đâu? Đưa tao kiểm tra. Đây anh. Em nhận đủ rồi đấy. Mày đang ngồi cạnh ai đấy? Quay xung quanh đi xem nào. Ảnh cái trêu của em. Đây, anh nhìn đi. Một mình một ngựa chứ có ai đâu anh. Tao lại cứ tưởng mày đang cắp theo con nào. Anh, công việc phần mình, ái tình dứt khoát anh ạ. Mà có chuyện gì anh cứ gọi cho em liên tục thế. À, sếp muốn gặp mày mà. Dạ. Dạ. Em chào sếp ạ. Về đến nơi lên gặp tôi. Việc bắt nóng và khai thác các đối tượng rất kín kẽ, cho nên phát sinh đối tượng gọi điện kiểm tra tứ, em sợ là dò dỉ từ địa phương. Nếu có sự dò dỉ thông tin thì đã không có cuộc điện thoại vừa rồi. Cũng có thể ai đó đã nói về việc chúng ta lên Đông Bình, nhưng chưa rõ lý do nên họ tự suy diễn. Còn mãi mới được 300 con hàng trôi nổi. Cái này ấy, phân phát cho các huyện, được chưa? Còn 100 con nhập khẩu từ châu Âu mà từ nó mang về bây giờ ấy, thì em phân phối cho các đại lý của mình, được chưa? Anh, mày làm cái gì mà lâu thế? Đặt đường của anh ạ. Tất cả đứng lại! Đứng lại! Yêu cầu cô hợp tác. Cục Cảnh sát Kinh tế, họ đã nắm được VR. Nắm được thằng Tứ. Anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Đừng đùa tôi thế chứ. Đây là thực tế. Chờ chút nhé. Cách tốt nhất lúc này là anh nên hợp tác với công an. Thừa nhận hành vi anh đã qua mặt TN Mobile, buôn hàng lậu suốt mấy năm nay. Thế là tự đào mộ chôn mình à? Vài năm thôi. Mấy triệu đô của anh sẽ ở yên đấy chờ đến khi anh ra tù. Hiểu chứ? Tôi chỉ sợ rằng nếu như họ hỏi dồn dập quá, tôi lại lỡ mồm nói ra điều gì đó không nên nói. Đừng như thế chứ anh Hiếu. Tôi tưởng anh phải xác định được rồi. Còn nếu mà mất bình tĩnh quá thì hãy cố mà nhớ lên một cái tên. Duy Tổ chẳng hạn. Thông chưa? Thông rồi thì cố mà làm cho tốt.